Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mộc Kiền Liên Bồ Tát Kính Bạch Trên Sư Phụ Cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni Kính Thưa Quý Đạo Hữu Gần Xa Từ xưa đến nay Chữ Hiếu luôn được đề cao Và trở thành căn bản đạo đức của thế gian Khi Phật Pháp được du nhập vào Việt Nam Tháng 7 âm lịch hàng năm đã trở thành mùa Vu Lan báo hiếu của dân tộc của những người con trên khắp đất nước Việt Nam. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc thầy của trời người, là tấm gương hiếu hành vẹn toàn. Ngài đã xuất gia tu hành thành đạo và đem đạo giải thoát hướng dẫn cho phụ mẫu cùng với vô lượng chúng sinh được giải thoát đến bờ hạnh phúc tối thượng kính bạch trên sư phụ cùng chư tôn thiền đức chúng con thiết nghĩ nếu không có giáo pháp của đức phật chúng con chỉ biết yêu thương cha mẹ khi được toại lòng nhưng khi trái ý chúng con sẽ lại bất hiếu vì không biết được nhân quả tội phúc không biết được ân đức cao dày của cha mẹ. Ở thế gian, chúng con chỉ có thể báo hiếu cha mẹ bằng cơm ăn, áo mặc, chăm sóc cha mẹ khi ốm đau. Nhưng cũng chẳng mấy ai làm được điều đó một cách trọn vẹn. Thế nhưng, từ sự truyền dạy giáo Pháp Phật của Sư Phụ cùng Chư Tăng mà tâm hiếu của chúng con đã được tô bồi và tăng trưởng chúng con cũng đã được hưởng hạnh phúc từ nơi tâm hiếu đạo này được thực hành các thiện pháp để đưa cha mẹ mình vào dòng nhân duyên tu hành giải thoát chúng con lại còn biết làm được các việc để hướng cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp trước kia cũng lương vào oai đức của tam bảo mà được lợi ích, hạnh phúc. Và chúng con cũng mong muốn lời dạy hiếu đạo của Đức Phật được lan tỏa rộng khắp thế gian để tất cả chúng sinh đều được học hạnh hiếu từ lời giáo Pháp của Ngài. Trên tinh thần đó, những năm vừa qua, các Phật tử trong Câu lạc bộ Quốc Vàng Tập Tu Lục Hòa đang cố gắng cùng sách tấn nhau thực hành tu tâm biết ơn, đền ơn Hôm nay, câu lạc bộ chúng con được chân sư phụ cùng đại tăng hoan hỷ cho chúng con tổ chức đêm văn nghệ nhớ về cội nguồn. Gửi tâm tri ân đến các đấng sinh thành trong vô lượng kiếp sinh tử cho tới nay. Gửi tâm thành kính tri ân đến thầy tổ, những người dạy đạo và hướng dẫn cho chúng con học đạo để tầm cầu giác ngộ, giải thoát. Giờ đây, chúng con xin phép trên Sư Phụ cùng Đại Tăng cho đêm văn nghệ tri ân nhớ về cội nguồn của chúng con chính thức được bắt đầu. Chúng con kính chúc trên Sư Phụ, kính chúc Chư Tôn Thiền Đức, Phúc Trí Nhị Nghiêm, Phật Đạo Viên Thành, kính chúc toàn thể quý đạo hữu, luôn tinh tấn và an lạc, Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma